Thứ tư, tuần năm phục sinh. Gioan 15:1-8. Thầy là cây nho. Chủ đề: cành nho vô dụng. 1. Lời Chúa. Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy, như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho, không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy, và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy, thì bị quăng ra ngoài, như cành nho, và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa, cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy, và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là, anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ của thầy. 2. Suy niệm. Theo William Barclay, chúng ta có thể thành cành nho vô dụng theo 3 cách. Thứ nhất, chúng ta không nghe lời Chúa dạy. Thứ hai, chúng ta nghe, nhưng không hành động, không thực sự sống lời Chúa. Thứ ba, chúng ta dễ bỏ Chúa khi gặp đau khổ, khi bị dục vọng lôi cuốn. 3. Bài học. Hãy biểu lộ lòng tin bằng cuộc sống tốt. 4. Sống đạo. Hãy làm điều tốt. Mẹ Teresa Calcutta thường nói, hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Chúa. Cách đây hơn 15 năm, một ký giả và bình luận gia nổi tiếng của đài BBC đã cùng với một nhóm chuyên viên của đài đến Ấn Độ để làm một cuộc phỏng vấn về mẹ Teresa, về các hoạt động của mẹ. Sau 5 ngày làm việc, đến lúc cắt xén và tháo ráp để dựng thành cuốn phim, mẹ Teresa đã thốt lên, hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Chúa. Câu nói của mẹ đã được ký giả lấy làm tựa đề của cuốn phim thời sự về mẹ và các nữ tu của mẹ. Cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn cũng mang cùng một tựa đề. Sau khi cuốn phim được trình chiếu trên đài BBC, thế giới bỗng chú ý đến người nữ tu đã từ mấy chục năm qua âm thầm chăm sóc những người cùng khổ nhất trong các khu ổ chuột ở Calcutta. Tốt đẹp và kỳ diệu thay, khuôn mặt đau khổ của nhân loại được phơi bày, nhưng tình yêu của Thiên Chúa cũng được thể hiện qua những âm thầm hy sinh phục vụ của mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ. 5. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trở nên người sống có ích cho người khác. Xin đừng để chúng con chỉ nghĩ về mình mà quên người khác. Xin cho chúng con sống tinh thần phục vụ Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen.